Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và hôm nay thì em làm cái video báo giá các cái phiên bản xe Ford Everest tại cái thời điểm cuối tháng 4 này. Và tại thời điểm này thì Everest còn khá là nhiều các cái phiên bản để quý vị anh chị lựa chọn. Đi kèm với đó là các cái mức giá cũng rất là dễ chịu để quý vị anh chị có thể tham khảo. Và sau đây thì em xin báo giá chi tiết từng các cái phiên bản Everest gửi tới quý vị anh chị khán giả. Và các cái phiên bản Everest thì hiện giờ bên em vẫn đang còn cả xe sản xuất 2019 và sản xuất 2020. Với cái phiên bản Everest Biturbo sản xuất 2019 có giá niêm yết là 1.399.000.000 và phiên bản này đặc biệt giảm giá là 140.000.000 tiền mặt. Tính ra là còn 1.259.000.000, anh chị chỉ cần trả 1.259.000.000 là mình đã có thể sở hữu một chiếc Everest Biturbo sản xuất 2019 rồi. Và tiếp theo nữa là một phiên bản Everest Biturbo sản xuất 2019 và form 2020. Form 2020 là nó thay bộ đèn và thêm cái cổng USB ở trên gương. Thì chiếc xe này có mức giảm giá là 115 triệu. Thì anh chị chỉ cần trả là 1 tỷ 284 triệu là đã có thể sở hữu rồi. Sản xuất 2019 và form 2020. Và chiếc Biturbo sản xuất 2020, form 20 thì có mức giá giảm là 85 triệu và giá bán là 1 tỷ 314 triệu. Đó, như vậy thì quý vị anh chị thấy là với Everest Biturbo mà nếu mà mình sở hữu một chiếc xe sản xuất 2019 thì giá cực kỳ ưu đãi, 1 tỷ 259 triệu. Một mức giá không thể tưởng tượng được. Tiếp theo nữa là chiếc Titanium phiên bản một cầu sản xuất 2019, form 2019. Với Everest Titanium thì có mức giá niêm yết là 1 tỷ 181 triệu và với bản sản xuất 2019 giảm giá là 115 triệu tiền mặt, còn bán là 1 tỷ 066 triệu. Rẻ chưa ạ? Và tiếp theo là phiên bản Titanium sản xuất 2019 form 2020 thì có mức giá giảm 95 triệu còn bán là 1 tỷ 086 triệu. Và Titan một cầu sản xuất 2020 form 20 thì có mức giá là giảm là 75 triệu còn bán là 1 tỷ 106 triệu. Đó, đó là báo giá của các cái phiên bản Everest. Titanium thì nó có cả sản xuất 2019 và sản xuất 2020. Còn đối với bản Everest Gen thì hiện giờ chỉ có sản xuất 2019, có giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu và mức giá giảm là 115 triệu còn bán là 997 triệu đối với bản Gen 2019. Gen 2019 bán 997 triệu. Với cái phiên bản em biển số tự động và số sàn cũng như vậy, cũng chỉ có xe 2019 và em biển số tự động có giá niêm yết là 1 tỷ 052 triệu và giảm 115 triệu còn bán là 937 triệu. Với em biển MT có giá niêm yết là 999 triệu giảm 115 triệu còn bán là 884 triệu. Đó, một chiếc xe Everest Ambient MT mà nếu như quý vị chị mua về để chạy dịch vụ thì khá là ổn với cái mức giá này. Như vậy vừa rồi thì em đã gửi tới quý vị chị báo giá của 5 cái phiên bản Ford Everest tại thị trường Việt Nam tại thời điểm tháng 4 năm 2020. Và nếu như anh chị đang có nhu cầu muốn tìm hiểu đặt mua một chiếc Everest thì có thể gọi điện cho em là Sơn Miên Ford Thăng Long, và số điện thoại em để ở trên màn hình video. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ quý vị anh chị đặt mua xe. Em cảm ơn.